Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Thắng Mấy Cơ Xích Nông Cơ Duy Hải của mình ha. Địa chỉ của cửa hàng là ở ấp 3 Bầu Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. Anh em Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ở gần khu vực trên thì có thể đến tại cửa hàng, địa chỉ mình đọc trên thì lựa cho mình những con máy ngon bổ rẻ nhất ha. Hôm nay thì mình có một con máy phải nói nó đẹp, mà khoảng 99 ạ, rất là mới nhá. Thương hiệu của nó là Zenot Komatsu G3500EZ ha. Hàng này thì hàng rất là hiếm, lâu lâu cũng về được nhỏ giọt vài cây. Và con này thì có trợ lực này, bơm xăng phụ này, chốt le gió tự động, mọi thứ ok hết ha. Dung tích xi lanh của nó là 35cc, động cơ hai thì làm mát bằng gió. Nòng nó rơi tầm khoảng 38 ly ha, 38 ly. Con này thì đang sử dụng lam dài 16 in, tương đương phần cắt của nó là 40, xích chuột 1/4, xích nhỏ nhất ha. Và lam đồng nhông, lam rin Zenot Komatsu của nó ha. Máy thì tình trạng là nguyên rin và đẹp như mấy thùng nhé. Đó, anh em mà cưa trong gia đình thì dùng con này thì hết sảy mà bảy luôn. Trợ lực đời mới, máy đẹp. Con này đời 2004 đấy anh em ạ. Ồ, nó 35.3cc lận á. Mình nhìn số thì mình thấy mà nó đến 35.3. Và con này nòng nó rơi tầm khoảng 39 ly anh em nhé. Đặc biệt con này thì dùng thích hợp trong leo trèo cây này. Nên anh em mở bằng tay thôi. Bằng tay tăng đưa tự động của nó là cứ nới lỏng ra là nó tự căng xích cho thôi. Hệ thống làm rung của máy thì nó thiết kế bằng cao su này và bằng giảm rung bằng lò xo. Đó, nên là nó phân bổ những cái góc nọ góc kia rất êm ái, nói chung là cực kỳ êm ái. Nắp to thì nó là nắp nhiên liệu, nắp nhỏ là nhớt thải 15 xích ha. Đó, anh em có nhu cầu mua một con đẹp chơi VIP siêu tầm thì guốc con này cho mình. Đó, ngon. Máy đẹp bầu rất là sáng luôn. Rồi mình test tiếng nổ cho anh em nghe nhé. Hàng bản này trợ lực nên anh em vui lòng kéo chứ không có giật. À, bản trợ lực nó như vậy ha. Anh em cần tìm một con đời mới mà có full chức năng thì anh em mua con này cho mình. Bao ngon, cầm cây và cầm kéo thôi. Đó, nhẹ nhàng lắm. Đây, cầm này. Tách cho nó nổ à. Tách cho nó nổ à. Con này thì mình bán cho anh em 3,5 triệu nha anh em. Tặng cho anh em một sợi xích mới này và 5 món phụ kiện đi theo kèm, tổng là 6 món ha. Đó, anh em bổ kết muốn mua về cắt trong gia đình mà muốn hàng trợ lực đời mới thì dùng con này giúp mình nha. Bao ngon luôn, chất như quả đất luôn. Rồi, anh em có nhu cầu sử dụng cưa trong gia đình thì liên hệ mình, hàng đẹp VIP thì lấy con này cho mình nhé. Cảm ơn anh em theo dõi video rất nhiều. Xin chào anh em.